Hello anh em, hôm nay là Nam sẽ review chi tiết cận cảnh, so sánh cho anh em những cái thông số của 4UV01 và 6U để anh em đưa ra được những cái lựa chọn tuyệt vời nhất nha. Đây nha anh em, Nam sẽ so sánh về cái trọng lượng của hai vợt trước này. Đây, Wangzhou 4UV01 đây, 85g. Vợt thì đang được căng cước sẵn 9,5 rồi, anh em trừ đi khoảng 3g dây vợt thì trọng lượng vợt rơi vào khoảng 82g, thì cũng đúng với những cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra nha. Rồi tiếp theo này, đây chúng Nam sẽ tiếp tục quay 6U đây, 85g. Thì ở cây 6U này thì cũng đã được căng cước sẵn, thì chúng ta trừ đi 3g thì còn 82g. Đây anh em xem cây 6U này được quấn cán sẵn này, thì ở cái quấn cán sẵn này thì chúng ta sẽ trừ đi 10g nữa. Đây, đấy, quấn cán này trừ đi túi bóng là đúng 10g nha. Đây, đây, đấy, trừ đi quấn cán thì vợt của chúng ta cũng sắp xỉ khoảng 72g, đúng với những cái trọng lượng thông số của nhà sản xuất đưa ra. Tiếp theo Nam sẽ so sánh về chiều dài vợt nha. Đây, bắt đầu Nam sẽ đo chiều dài này cho anh em xem này. Đây, 4UV01 rơi vào khoảng 670mm nha. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang 6U này. Đây, 6U chiều dài rơi vào khoảng 673-74mm. Đấy, nó dài hơn một chút. Đấy là về chiều dài. Tiếp theo chúng ta sẽ về mặt khung vợt này. Tiếp tục chúng ta sẽ đo về bề ngang của mặt vợt này. Đây, anh em xem này. V01 rơi vào khoảng 19,8. Đấy. Đây, tiếp tục. Sáu U bề rộng của mặt vợt thì rơi vào khoảng 19,3. Đấy, thì ở cây V01 này này thì mặt vợt to hơn. Đấy, thì là giúp anh em mới chơi có những cái cú điểm tiếp cầu được thuận tiện, dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục so sánh về những thông số nha. Đây, về thông số của hai vợt. Anh em thấy này, thông số được khắc hết trên cán vợt này. 4UV01 lực căng hỗ trợ từ 22 cho đến 30 lbs này. Đây, 6U đây, lực căng hỗ trợ từ 24 cho đến 30 lbs này. Và hai cây này đều là thân dẻo và đều là công thủ toàn diện cho những anh em mới chơi nha. Đây, 4UV01 và 6U thì shop đều đã căng sẵn cho anh em ở mức 9,5 nha. Anh em nghe 4UV01 này, 6U này. Đấy, anh em thích 4UV01 hay 6U hơn thì hãy bấm vào giỏ hàng phía dưới để chọn cho mình một cây anh em ưng ý nhất nha. Chào tạm biệt anh em.